Vâng, Hitty và Foresian. Hitty và Foresian. Đây là màn hình máy của cầu thủ BB là người cầm Foresian, còn Meo Meo là người cầm Hitty. Còn bên kia chúng ta cùng đợi robot báo về thôi. Vâng, dường như là Baby và Minoan cũng là ba cung của trong trận thi đấu này. Tôi đã thấy Baby và X cười rất tươi. Vâng, Baby và Minoan chúc mừng Baby và X rất tươi. Phần quà buổi sáng này cho Baby và X. Và bây giờ chúng ta cùng đến với trận thi đấu này. Kitty của thủ môn Mèo, còn Foresian là của thủ BB. Thôi rồi, bắt đầu với B. Và chúng ta cũng tiếp tục quay trở lại trận thi đấu thôi. BB là người cầm Foresia. Không ổn cho lắm cái bài gì này. Vâng, không bắt mắt. Thực sự không phải là không. Vâng, không phải là không ổn, nhưng không bắt mắt bài này. Bài vâng, đánh chém thì là không có đồ đưa về, ít đồ đưa về sớm. Còn đánh cùng bài này chắc chắn là không thể rồi. Vâng, như thế nhà như cái sân bay không bám được đâu vào với đâu thì bài này không thể đánh cung được. Bài này 20/24. Thế còn anh Mèo xem có đánh cung rồi không? 21/24. Giờ Hitty nó tuyển hơn giờ Foresian đôi phần. Ai rồi, cẩn thận. Rất đau tìm cho tình huống cầu vòi rồi. Và anh Mèo cũng ổn đấy. Rồi bài này tương đối ổn rồi cho anh Mèo. Và tiếp tục sang màn hình máy thủ BB rồi. Vâng, đây là trận thi đấu thứ tư ở trong xe đấu thứ tư. Tỷ số về xe đang là 2-1 nhưng về cặp đôi Meo Meo và BB. Vâng, dường như đang có tình trạng khóa chậm. Và chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục việc này ngay lập tức. Đang có tình trạng khóa chậm ở trong trận thi đấu này. Không, tôi thì không làm dự đoán, cho nên cái vấn đề của tôi không quan trọng. Tôi chỉ là truyền tải hình ảnh thôi. Còn cái vấn đề, vâng,
ngồi đây và cái vấn đề em coi thì không liên quan. Và chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục và đưa ra những biện pháp xử lý hợp lý nhất ở trong trận thi đấu này. Và bây giờ chúng ta cùng tiếp tục với quay trở lại với trận thi đấu này thôi. Và các bạn hãy bình tĩnh và hết sức thông cảm, chúng tôi sẽ cố gắng xử lý vâng một cách thỏa đáng nhất. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi trận thi đấu này. Trận thi đấu mà Polynesia của thủ TV là người đánh chém, còn vâng Hiti là người đánh cùng. Đây rồi, vâng đi vào, khổ, vâng nhập hàng, nhập mèo mèo, vâng phải đi vòng một tên, nó xa, vẫn cố được, và anh mèo bắt đầu bị chọc, nông dân ở phía trong rồi, nhưng anh mèo chưa có tên, có con giò của cái thủ anh em, con giò cực kỳ khó chịu, vâng bánh xe luôn. Đấy, e bắt chết con giò này, rồi đã chết. Áo e là cho con giò này chạy ra phía ngoài. Không như vậy là đường ở phía trên vẫn đang còn. Chốt vào đi, con giò này nó đưa mình cảm tử rồi. Vẫn còn đường vào kìa, kìa ý kìa. Rồi, rất may. Mất mất con giò. BB đã mất mất con giò của tình huống vừa rồi. Tiếp theo là tiếp theo của thủ BB. Rồi tất tay gố luôn dành cho cái thủ Mèo Mèo trong tuần này. Đây màn hình máy của anh Mèo tháng 2 còn 24. Nơi con giò quá khó chịu đến từ của thủ E. Tôi là Mèo quá bất lực. Và đây là màn hình máy của thủ BB tiếp. Tháng 2 đã trên 32 tháng 2 hôm nay. Tuy vẫn đang chém khá khỏe. Đây là một tên mà cung lờ của game thủ vâng bắn ấp cặp tay bị đòn vắt quá đều. Nhưng còn lại nghèo thì sao? Còn lại 33 trong tên này. Cố gắng bắt nốt cái con lạc đà phía trong này. Nhưng cũng khó. Chúng ta cùng chờ xem. Người thì rỉa đà rất chất, cực kỳ chất. Rồi, như vậy là bắt đầu cảm thấy buồn dần. Nó bắt đầu cảm thấy buồn dần dành cho game thủ Ehe trong tình huống vừa rồi. Và Ehe quyết định giấu lạc đà xuống sát mép bản đồ. Rồi, một con này giấu, không ăn thua. Đây màn hình máy thủ BB vẫn giữ được năm 2028. Nhưng đây một tên mà BB sẽ bị bất tham khi mà những con cung kẹp những con lạc đà bắt đầu công vào phía trong. Không lấy tham đối thủ Mèo Mèo và lấy tham đối thủ quý vị. Cẩn thận bị bảy em. Để ý thân này một chút. Chấp nhận mất vùng vài con nông dân nhưng đừng để mất hết. Và con đối thủ Mèo Mèo là người đánh ra. Bắt ngược trở lại trong tuần này. Bắt ngược trở lại trong tuần này. Vẫn là 26 dành cho đối thủ quý vị. Vẫn là 26. Còn anh Mèo 36. Nhiều hơn BB 10 đơn vị tham. Nhưng đang rơi vào trong tình trạng cả hai cùng khó khăn. Rất bất tay, Mèo cực kỳ bất tay. Thang vua của lạc đà này thôi, 36 thôi. Và bây giờ thì vâng BB thì sao? 30. BB đánh rất cố gắng ở trong trận thi đấu này. Chém tốt. Rất đông những con cung lờ BB đòn. Và lớp vắt cung lờ siêu đều. Còn anh Mèo thì khổ quá. Không phải quá khổ rồi cho anh Mèo. Nghe các bạn cứ nháo sổ lùa sổ gan trong trận thi đấu này. Và có lẽ vâng chẳng khó lòng mà vâng trận thi đấu này quả khó lợi. Mèo quá vất vả. Đây mà đánh máy của mình
vẫn tạo lại bài bà tải khoanh ruộng ấm ở phía trong của thủ BB. Đang cho BB ra lạc đà siêu đều, và nếu cần thiết thì có thể xong sọc đơn lại khoanh ruộng nữa. BB đánh hay thật, quá hay. Đây là màn hình máy của thủ mèo 41. Rời vị trí ăn gỗ ở phía trong nếu thấy cần thiết anh. Và đánh trực phía trong đánh vào sông mà có thể ăn gỗ được mà. Vâng, bây giờ thì rìa cũng vừa, vâng rìa lạc đà thôi. Cũng vừa thì rìa lạc đà là tốt hơn so với lại vừa Babylon rìa lạc đà rất nhiều. Đây màn hình máy của thủ BB tham lai còn 32 trong tuần này. Một khoảnh ruộng quá âm. Nhưng giờ ăn vàng có lẽ là sẽ được cái thủ vâng BB nâng cấp đào vàng đến rất sớm rồi. Bây giờ thì ao ạt công lên. Mèo mèo, đừng để mất tay tên này nữa, đừng để mất tay tên này nữa. Xin anh đấy, đừng để mất tay nữa. Bắn. Vâng, nghe nghe, vẫn là một ẩn số đối với cả BB và cái tủ, vâng cả BB và thủ mèo. Nhưng người quan trọng của thời điểm này bây giờ là Van Lớp đang ra quá đều những con cua của BB Don. Để ý đi. Để ý tên này, còn phải bơm cả gỗ nữa. Lao lên hùng 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 những con lạc đà, các bạn có thể thấy trên màn hình những con lạc đà của đối thủ siêu chân. Lạc đà kém theo cả lạc đà nữa. Cùng giờ thì phải số cùng giờ đấy thôi. Hit thì với Babylon một thôi. Vừa luôn quanh ruộng bên trong. Đau lòng quá đau lòng. Lạc đà thì cũng khó rồi. Trận thi đấu hơi thiếu sức của đối thủ mèo. Quá bắt tay, hơi thiếu sức. Văn Lớp vẫn là một dấu hỏi. Và vâng nghe nghe, một dấu hỏi to hơn. Vâng, như vậy là hai đều và sẽ có trận chung kết ở trong C đấu thứ tư ngay sau đây thôi.